và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính như sau. Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2023. Thường trực thành ủy làm việc với đảng ủy xã Đại Lào về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Bảo Lộc đề xuất đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn thành phố thành phố làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 với chỉ tiêu đạt 100%. Phần cuối chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Ngày hội STEM, ngày hội khơi nguồn đam mê sáng tạo, lan tỏa tình yêu khoa học. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp quý 2 năm 2023. Các đồng chí Tôn Thiện Đồng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Bảo Lộc, đồng chí Nguyễn Văn Phương, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, đồng chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, yêu cầu bắt tay ngay vào công việc, tập trung xử lý những công việc còn tồn động sau Tết Nguyên đán để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ thời vụ, thu ngân sách đáp ứng theo kế hoạch, chỉ số sản xuất ngành nông nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch, thương mại, vận tải tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của một số ngành lĩnh vực còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động xuất nhập khẩu giảm, tình hình triển khai các công trình trọng điểm còn gặp một số vướng mắc về quy hoạch, nguồn vốn thực hiện chưa đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, trong quý 2 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Phương đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung các nhiệm vụ, trọng tâm sau. Tiếp tục quán triệt, bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch của tỉnh và thành phố, tập trung sản xuất, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống hạn hán, phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị tốt các điều kiện cây giống để triển khai kế hoạch trồng cây xanh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đến hết quý 2 đạt hơn 655 dự toán tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công một số công trình trọng điểm tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện thu hồi đất bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đường bộ cao tốc tân phú bảo lộc và bảo lộc liên khương đoạn qua thành phố bảo lộc tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy trên địa bàn triển khai đề án trồng cây xanh đô thị tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra rà soát quản lý cho thuê cho mượn đất công công bố công khai quy hoạch chung quy hoạch sử dụng đất sau khi được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, đưa trung tâm điều hành thông minh của thành phố vào hoạt động ổn định để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Ngày 31 tháng 3 năm 2023 đoàn công tác thường trực thành ủy Bảo Lộc do đồng chí Tôn Thiền Đồng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Bảo Lộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng ủy xã Đài Lào về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Nguyễn Văn Phương, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Theo báo cáo của Đảng ủy xã Đại Lào quý 1 năm 2023 về cơ bản đời sống thu nhập của nhân dân trên địa bàn ổn định, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện quốc phòng an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, công tác tiếp dân, hòa giải tranh chấp đất đai được quan tâm chú trọng, thực hiện kịp thời. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 28 tháng 3 đạt 35% dự toán năm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền về hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai, tổ chức thực hiện đúng quy trình hướng dẫn trong quý I, Đảng ủy Sa Đài Lào đã tổ chức kết nạp hai đảng viên mới. Cử hai quần chúng tham gia học lớp nhận thức về đảng, đang tiến hành thẩm tra lý lịch một quần chúng ưu tú để kết nạp đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như hoạt động sản xuất kinh doanh của một số tiểu thương, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn do thời tiết khô hạn, giá nguyên liệu vật tư tăng cao, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn để xảy ra nhiều việc vi phạm công tác tham mưu giải quyết công việc thủ tục hành chính của một số công chức chuyên môn lúc đó còn chưa kịp thời sâu sát, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn xảy ra, chỉ số cải cách hành chính chưa được cải thiện, mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính chưa cao, công tác phát triển đảng viên mới còn gặp nhiều khó khăn. Trên cơ sở những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế cần khắc phục trong quý 1 – đồng chí tôn thiện đồng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy bảo lộc đề nghị đảng ủy xã đài lào cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong quý ii gồm tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ năm lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ chuyển đổi số gia tăng mức độ hài lòng của người dân quan tâm triển khai nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao xây dựng hình thành phát triển sản phẩm cổ ốp địa phương. Thực hiện tốt tín dụng ưu đại của Ngân hàng Chính sách Xã hội để giúp người dân phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống, đẩy mạnh trồng cây xanh, cây phân tán, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng và công tác tuần tra bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. Tập trung quản lý, điều hành thu chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, phân đấu tăng thu vượt 25% dự toán năm. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phấn đấu đến hết năm 2023, tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93,6%. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng báo cáo về việc rà soát đề xuất quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở báo cáo của tổ rà soát và cuộc họp của ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân Bảo Lộc đề xuất đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng 544 ha, trong đó đất rừng phòng hộ là 192,82 ha, đất rừng sản xuất là 351,18 ha. Diện tích này thấp hơn chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh về đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc là 620,5 ha. Diện tích đưa ra ngoài quy hoạch ba loại rừng chủ yếu là diện tích đất đã sản xuất nông nghiệp ổn định từ trước năm 2019 với tổng diện tích là 486,63 ha. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc cũng đề xuất đưa vào quy hoạch ba loại rừng 18,72 ha, trong đó đất rừng phòng hộ là 4,88 ha, đất rừng sản xuất là 13,84 ha. Tổng diện tích quy hoạch ba loại rừng sau khi rà soát là 1.762,22 ha trong đó đất rừng phòng hộ là 894,53 ha và đất rừng sản xuất là 867,69 ha. Tổng diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên sau rà soát là 394,23 ha. Các diện tích này đều cao hơn chỉ tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, với diện tích đất lâm nghiệp là 1.677 ha, trong đó đất rừng phòng hộ là 836 ha, đất rừng sản xuất là 831 ha, Đất rừng sản xuất có rừng tự nhiên là 364 ha. Trong năm 2023, qua việc tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân tròn khâu trên cơ sở 3 bình cử, 4 công khai và thực hiện theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Bảo Lộc đã tuyển chọn được 134 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 110 thanh niên lên đường nhập ngũ trong lực lượng quân đội nhân dân và 24 thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ trong lực lượng công an, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Nhằm động viên các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã tổ chức thành công hội trại tổng quân với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho các thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trúng tuyển được gặp gỡ, giao lưu người thân, bạn bè trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó trên cơ sở kết quả đạt được thời gian tới hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân đoàn viên thanh niên thấm nhuần luật nghĩa vụ quân sự các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong thanh niên để nâng cao tỷ lệ công dân là đảng viên nhập ngũ cũng như triển khai thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội quan tâm tạo điều kiện trong đào tạo nghề, vay vốn, hỗ trợ việc làm cho quân nhân xuất ngũ, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Quý 1 năm 2023, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có mức tăng trưởng như sản phẩm tơ, sản phẩm may mặc, điện sản xuất, sản phẩm bia lon, một số sản phẩm sản xuất từ kim loại như chi tiết van dầu khí. Giá trị sản xuất công nghiệp quý 1 năm 2023 tăng 9,9%. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 9,1%, sản xuất và phân phối điện tăng 16,8%, sản xuất chế biến thực phẩm ước đạt 268.183 triệu đồng, giảm 3% so với cùng kỳ, ngành sản xuất dệt ước đạt 258.240 triệu đồng, tăng 3,9% sản xuất đồ uống tăng 45,3%, ngành sản xuất trang phục là 155.846 triệu đồng, tăng 12,9%, ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn ước đạt 67.544 triệu đồng, giảm 7,1%. Về sản phẩm trong quý 1 năm 2023, sản xuất chè ước đạt 4.165 tấn, giảm 17,8%, sản phẩm sợi tơ tầm ước đạt 192 tấn, tăng 17,2% sản phẩm lụa ước đạt 902.000 m2, tăng 8,1%, bia đóng lon ước đạt 26,5 triệu lít, tăng 10,9%, sản phẩm may sẵn tăng 52,8%, sản phẩm may gia công giảm 30,8%, điện sản xuất tăng 8,6%. Quý 1 năm 2023, sức mua bán hàng hóa tăng, nhất là ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, trong những ngày trước, trong và sau Tết nguyên đáng cũng nhờ lượng cung đáp ứng tốt các nhu cầu, hàng hóa đầy đủ về số lượng, phong phú về chủng loại, nên giá cả hàng hóa tiêu dùng ít biến động, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá tiêu thụ lên tăng đột biến. Ước tính quý 1 năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm 2023 trên địa bàn thành phố ước đạt 45 triệu USD, giảm 13,7% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu gồm cà phê, sản phẩm may mặc, vải lụa tơ tằm, chè, sản phẩm áo mưa, các sản phẩm rau củ quả chế biến, van dầu khí và các sản phẩm nông sản khác. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, vi phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) xây dựng và triển khai cổng tra cứu thông tin tên miền để hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhận diện xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng. Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tạo các website giả mạo các cơ quan, doanh nghiệp ngân hàng sàn thương mại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng nhiều hình thức vi phạm đặc điểm chung của hành vi vi phạm là thường sử dụng tên miền quốc tế đăng ký ở nước ngoài che giấu thông tin chủ thể để góp phần phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động lừa đảo vi phạm pháp luật bộ thông tin và truyền thông trung tâm internet việt nam xây dựng và triển khai cổng tra cứu thông tin tên miền để hỗ trợ người dân tổ chức doanh nghiệp nhận diện xác thực nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng theo đó, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, người dân đã có thể tra cứu thông tin tên miền miễn phí bằng cách nhắn tin qua đầu số 156. Trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin website, tên miền bằng cách thực hiện nhắn tin miễn phí tới tổng đài 156 hoặc tra cứu trực tiếp tại website https 2 2 tra cứu tên miền gov vn Hệ thống tra cứu thông tin tên miền sẽ giúp người sử dụng xác định các thông tin như loại tên miền, như tên miền quốc gia Việt Nam với đuôi chấm .vn hay tên miền quốc tế. Tên chủ thể đăng ký sử dụng, nhà đăng ký quản lý tên miền. Với nguồn thông tin dữ liệu chính thức từ cơ sở dữ liệu quản lý tên miền của Bộ Thông tin và Truyền thông, cổng thông tin tra cứu tên miền là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho người sử dụng trong việc xác định nguồn thông tin chính thức trên môi trường mạng, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật liên quan đến việc sử dụng tên miền trên môi trường mạng. Người dân có thể tra cứu thông tin tên miền theo hai cách sau: Cách 1. Gửi tin nhắn miễn phí theo cú pháp TCTM hoặc vuông tên miền hoặc link của website hoặc vuông gửi 156. Cách 2. Tra cứu trực tiếp trên cổng thông tin tra cứu tại địa chỉ HTTPS 2.2 chéo tra cứu tên miền.gov.vn. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy phường Lộc Phát đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 KL trên TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Dù hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bảo Lộc. Đảng bộ phường Lộc Phát hiện có 28 chi bộ trực thuộc với 210 đảng viên, thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hai năm qua, Đảng ủy phường đã ban hành các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên với hơn 1.500 lượt cán bộ đảng viên. Năm 2021, có 1 trên 28 chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên 5 năm liền. Năm 2022, có 5 trên 18 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác dân vận được quan tâm, các chỉ tiêu thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Sau 2 năm, trên địa bàn phường còn 8 hộ nghèo, 58 hộ cận nghèo. Thu ngân sách năm 2021 và 2022 đều đạt và vượt chỉ tiêu. Sau 2 năm phấn đấu thực hiện, hiện nay toàn phường được công nhận 13 khu dân cư tiêu biểu và 4 khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với đó, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên, số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đạt trên 90%. Chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành viên đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm nêu gương trong việc xây dựng các kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Sau 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05, đã có 10 mô hình đăng ký dân vận khéo trên các lĩnh vực và có những mô hình tiêu biểu trong công tác dân vận, trong khối mặt trận đoàn thể, góp phần xây dựng phường Lộc Phát ngày một phát triển toàn diện. dịp này có 3 tập thể và 5 cá nhân được nhận giấy khen từ ủy ban nhân dân phường Lộc Phát vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022-2023. Ngày 2 tháng 4 năm 2023 Tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hòa nhạc quốc tế Hoa Sen, công ty truyền thông Bi, tổ chức vòng bán kết cuộc thi Đà Lạt Best Dance Crew 2023, Hoa Sen Home International Cup. Cuộc thi Đà Lạt Best Dance Crew 2023, Hoa Sen Home International Cup nhằm tạo dựng nét đẹp văn hóa thanh niên, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí mang tính cộng đồng của giới trẻ, giúp các bạn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, góp phần quan trọng vào công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, đồng thời tạo khí thế sôi nổi chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, hưởng ứng tuần lễ vàng du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng đến người dân. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội AYS trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long, Đà Lạt hai giải nhì cho các đội Trần Phú Dance Crew Đà Lạt, DTD Đức Trọng, ba giải ba cho các đội Hello Team Trường Đại học Đà Lạt, Trường Trung học Phổ thông Bảo Lộc, DXC Đà Hoai và chín giải khuyến khích, đặc biệt trao một giải triển vọng cho OMG Super Kids. Kết thúc vòng bán kết, 15 đội dự thi xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng chung kết bản phong trào được diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2023 tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt và có cơ hội giành giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, sau gần một tháng đưa vào vận hành sử dụng, từ ngày 3 đến ngày 31 tháng 3, hệ thống camera giám sát an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc đã phát hiện 94 trường hợp phương tiện lấn làng vượt ẩu gây mất an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc. Trong 94 trường hợp vi phạm nói trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 29 trường hợp, trong đó, riêng trạm cảnh sát giao thông Maragui thông qua hình ảnh camera giám sát đã đón lỏng lập biên bản vi phạm trực tiếp với 18 trường hợp vi phạm và gửi hồ sơ để phòng cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đối với 11 trường hợp đã xử phạt còn lại, được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng gửi hình ảnh phạt nguội tới các chủ phương tiện và tài xế vi phạm. Các phương tiện lấn làng vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời áp dụng mức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Được biết, từ khi hệ thống camera giám sát an toàn giao thông trên đèo Bảo Lộc đi vào hoạt động đến nay, tình trạng lấn làng vượt ẩu trên đèo Bảo Lộc đã giảm dần theo thời gian. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, không còn ghi nhận các loại phương tiện xe khách, xe tải, xe đầu kéo lấn làng vượt ẩu trên đèo. Trong tháng 3 năm 2023, lực lượng công an thành phố Bảo Lộc đã tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý. Qua đó, quần chúng nhân dân đã giao nộp một khẩu súng quân dụng, một súng hơi, một ký đạn chỉ, một ống nhòm gắn súng. Ngoài ra, trong công tác nắm tình hình, đội quản lý hành chính về trật tự công an thành phố Bảo Lộc còn phát hiện và thu giữ một dao găm, một khẩu súng hơi bắn đạn chỉ. Trong tháng 3 năm 2023, Công an thành phố cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm về hành vi tàn trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, thu nộp ngân sách nhà nước 37,5 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng những văn bản pháp luật của nhà nước về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại để mọi người dân tự giác chấp hành. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu giúp các bậc phụ huynh, học sinh và các thầy cô tiếp cận sâu hơn về phương pháp giáo dục STEM trong dạy và học, tạo cơ hội để các em được tham gia và trải nghiệm các hoạt động khoa học lý thú, áp dụng kiến thức vào thực tiễn, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục và mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Tại trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh, Lộc Tiến, phòng giáo dục đào tạo đã tổ chức ngày hội STEM khơi nguồn sáng tạo. STEM là viết tắt các từ tiếng Anh của khoa học Science, công nghệ công kỹ thuật engineering và toán học mathematics trong những năm gần đây xu hướng giáo dục STEM được nhiều nước nhiều cơ sở giáo dục chú trọng bởi đây là cách tiếp cận hiện đại giúp người học có kiến thức tích hợp liên ngành có kỹ năng làm việc có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề thông quan học gắn liền với thực hành đẩy mạnh đổi mới sáng tạo từ trải nghiệm thực tế ngày hội STEM được tổ chức lần đầu vào năm 2015 theo sáng kiến của tạp chí Tia sáng nay là ấn phẩm tia sáng của báo khoa học và phát triển Bộ Khoa học Công nghệ, Liên minh STEM, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Kể từ đó, sự kiện này được tổ chức hàng năm vào dịp Ngày hội Khoa học Công nghệ Việt Nam. Mục đích của ngày hội nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục STEM, một mô hình giáo dục hiện đại được triển khai tại nhiều nước trên thế giới. Nhận thức được ý nghĩa của hoạt động STEM trong nhà trường năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục Đào tạo Thành phố tổ chức hoạt động STEM, ngày hội thuốc 14 trường học bậc học trung học cơ sở tham gia với 49 sản phẩm. Trong đó, ngoài 13 trường công lập, còn có sự tham gia của một trường tư thục. Bình quân, mỗi trường đem đến ngày hội 3 sản phẩm. Tất cả các sản phẩm này được học sinh tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo và sự giúp đỡ của phụ huynh trên cơ sở kiến thức nền học sinh được học trên lớp. Ngày hội STEM là tạo một sân chơi lành mạnh mỗi cho các em các em sẽ vận dụng kiến thức liên môn để mà tạo ra những cái sản phẩm hữu ích trong cuộc sống. cái ngày hội sở tem là lần đầu tiên phòng dục tổ chức nhưng mà các em trung học cơ sở đã rất là là đam mê khoa học và đem tới những sản phẩm có chất lượng cao và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. qua cái ngày hội này thì giúp các em học sinh trau dồi kiến thức kỹ năng và có cái đam mê khoa học và giúp cho các em sẽ vươn xa hơn trong tương lai. ghi nhận từ ngày hội có thể thấy nhiều mô hình sản phẩm không chỉ đẹp mà hữu ích đã được các em thể hiện và trưng bày. Để có được đánh giá khoa học khách quan cho sản phẩm của mỗi trường, ban tổ chức đã đưa ra những yêu cầu cụ thể cho mỗi sản phẩm STEM bao gồm: video ghi lại quá trình thực hiện sản phẩm, nguyên liệu, cách thức thực hiện, tính ứng dụng tính thẩm mỹ. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô, học sinh các trường đã bắt tay vào nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm, chế tạo. Các em học sinh đã tái chế từ phế liệu, nguyên liệu có sẵn hoặc từ vật liệu giá rẻ để tạo ra các sản phẩm độc đáo, sáng tạo, có tính ứng dụng cao. Tại gian hàng trưng bày, các đội tham dự thuyết trình về sản phẩm và tính ứng dụng của sản phẩm mình thực hiện. 14 đơn vị trường học đã tham gia và hoàn thiện sản phẩm đầy đủ, đúng thời gian, đem đến ngày hội những sản phẩm mang dấu ấn sáng tạo độc đáo. Qua ngày hội STEM này thì em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi các thầy cô và ban tổ chức đã tạo ra cho chúng em một cái sân chơi tuyệt vời như thế này. Thì qua ngày hội STEM và được giao lưu cùng tất cả các bạn với những cái sản phẩm rất hay áp dụng từ tiết học có thể áp dụng ra ngoài thực tế thì em xin cảm ơn quý thầy cô và ban tổ chức đã cho em một sân chơi như này và em cũng mong muốn quý thầy cô và ban tổ chức có thể tạo ra được nhiều sân chơi cho chúng em. À, đây là lần đầu tiên mà phòng giáo dục tổ chức cái ngày hội STEM à, với thực sự hôm nay về đây trong bản thân tôi cũng như các em học sinh và các đồng nghiệp nói chung cảm thấy vô cùng xúc động bởi vì là không nghĩ rằng là mình có được một cái ngày hội thực sự là ý nghĩa thực sự là Nói chung là rất là ý nghĩa đối với bản thân chúng tôi là những người nhà giáo cũng như là các em học sinh. Và với đơn vị Lộc Nga thì chúng tôi về đây tham gia với các cái sản phẩm STEM đến từ các cái bộ môn toán học rồi lý học, hóa sinh, công nghệ vân vân các em được trải nghiệm trong các hoạt động giáo dục của nhà trường và một cái thứ ba đó là được tham gia vào các cuộc thi giúp cho các em tự tin hơn mạnh dạn hơn và đặc biệt là giúp cho các em có được cái cơ hội giao lưu học hỏi rất là lớn qua cái hoạt động STEM này. Và năm 2022-2023 đó là năm học đầu tiên mà Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc tổ chức cái ngày hội STEM này. Thực sự là đã tạo ra cho các đơn vị có thêm được cơ hội giao lưu học hỏi, giúp cho các em học sinh cảm thấy từ cái hoạt động này mà các em sẽ yêu thích học tập bộ môn hơn, sẽ nâng cao hơn nữa cái chất lượng dạy và học của ngành giáo dục và từ đó sẽ giúp cho các đơn vị của chúng tôi à, qua ngày hội này sẽ rút ra được những kinh nghiệm từ đó về cơ sở của mình sẽ điều chỉnh kế hoạch để làm sao đó à, dạy học nhằm đáp ứng được tất cả các cái phẩm chất và năng lực của học sinh theo đúng chương trình giáo dục 2018 à, đã quy định giáo dục STEM khơi gợi đam mê sức sáng tạo khám phá kết hợp học và hành thu lượm và có được tri thức mới thông qua trải nghiệm thực tiễn đây là ưu thế của giáo dục STEM khi các bạn trẻ nhận được tri thức do chính mình trải nghiệm. Và tại Bảo Lộc, lần đầu tiên học sinh bậc trung học cơ sở có một diễn đàn riêng để giới thiệu các hoạt động học tập, sinh hoạt câu lạc bộ theo định hướng STEM, một môn học tập mới, học đi đôi với hành, đổi mới sáng tạo từ chính các em học sinh. Qua đó đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại